Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, xã hội hóa 20 tỷ đồng làm đường giao thông. Mô hình trồng hoa hồng cổ tại xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Cảnh báo tình trạng trẻ ngộ độc thuốc tại Thái Bình. Phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Công an tỉnh Hà Nam bắt tàu tải trọng 300 tấn hút cát trái phép. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã huy động xã hội hóa hơn 20 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Ngoài mức đóng góp từ 500.000 đến 1 triệu đồng một người, xã Đại Đồng còn có nhiều hộ dân ủng hộ hàng chục triệu đồng để làm đường giao thông, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Hoan, thôn Văn Ổ, ủng hộ 300 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Bản, thôn Đại Từ, 70 triệu đồng, thôn Xuân Phao có ông Nguyễn Văn Trân, ủng hộ 150 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Sát đóng góp 12 triệu đồng, ông Nguyễn Thảo Đông, 55 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhân dân xã Đại Đồng còn tích cực hiến đất ủng hộ hàng nghìn ngày công lao động, làm mới và sửa chữa đường giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Mặc dù Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương liên tục đề nghị các địa phương kiên quyết xử lý vi phạm, nhưng tình trạng xâm hại công trình đê điều vẫn tiếp diễn. Để ngăn chặn xử lý dứt điểm vi phạm, việc xây dựng kiên cố hóa hành lang chân đê là giải pháp đa mục tiêu, vì phục vụ công tác phòng chống lụt bão, nâng cao năng lực giao thông, chống tái lấn chiếm, vừa tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Theo Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh còn có 3 địa phương khác có đường hành lang chân đê được bê tông hóa là xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương với tổng chiều dài hơn 10 km. Theo đánh giá của các địa phương, từ khi có đường hành lang chân đê được bê tông hóa đã có phần giảm đáng kể số phương tiện lưu thông trên đê và không còn tình trạng người dân tự ý mở lối lên mặt đê. Nhân dân chủ động trồng cây xanh tạo cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đê. Cũng nhờ tuyến đường mới, công tác quản lý, xử lý vi phạm và ứng phó các sự cố đê điều trong mùa mưa bão thuận lợi hơn. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng thuốc trừ cỏ một cách tùy tiện đang gây ra rất nhiều hệ lụy, bởi trong phóng sự thực hiện tại Thái Bình mà chúng tôi đề cập ngay sau đây, thì những người nông dân đang phải đối mặt với tình trạng cây lúa kém phát triển, ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng. Và nguy hại hơn, lạm dụng thuốc trừ cỏ dẫn đến môi trường bị ô nhiễm, để lại hậu quả lâu dài. Ruộng lúa này, với biểu hiện của cây lúa chịu tác động từ việc lạm dụng thuốc trừ cỏ, lá xanh đậm và lùn, đẻ nhánh bất thường. Nhưng với người nông dân này, nếu không có sự tư vấn từ cán bộ bảo vệ thực vật, họ sẽ không biết được rằng lạm dụng thuốc trừ cỏ đang gây hại tới năng suất và chất lượng lúa xuân. Thì mất 10.000 một lọ thuốc thì phun được khoảng mẫu 2 cái vệt bờ này. Vì là như chân ruộng của chúng tôi ở xã Hồng Tiến này thì nói chung là chân ruộng gành là cứ tính là mỗi xào là phải một gói thì cỏ nó mới chết được. Còn nếu mà trường hợp trũng là chúng tôi này hai xào, ba xào, hai gói thôi là nó chết hết đấy. Hiện nay ở Kiến Sương chúng tôi thì hầu như xã nào cũng có diện tích cỡ khoảng độ 20 hecta là có bị ảnh hưởng như ngộ độc hữu cơ và ngộ độc thuốc trừ cỏ. Thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, đến nay toàn tỉnh có khoảng 7.000 hectare lúa xuân có biểu hiện sinh trưởng kém, thiếu dinh dưỡng, cây cằn, lá gốc đỏ và một số diện tích gieo thẳng chưa được tỉa rậm. Trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây lúa kém phát triển, có việc sử dụng thuốc trừ cỏ tràn lan, đặc biệt là việc nông dân sử dụng các loại thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm. Trong những năm tới thì chúng tôi sẽ phấn đấu làm sao đưa cái máy cấy vào và giảm cái tỉ lệ cho trả để cho nó đỡ cái ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho bà con nhân dân trong cái địa bàn của toàn xã. Chiến dịch phun thuốc phòng bệnh đạo ôn được ngành nông nghiệp phát động từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4. Ở thời điểm này, ngành chức năng chỉ đạo các đơn vị trong ngành tuyên truyền hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả. Tránh tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng thuốc diệt cỏ để diệt bèo bồng và phun trừ cỏ trên cạn, ảnh hưởng tới sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường.
Nắm bắt nhu cầu chơi hoa cảnh trên thị trường hiện nay, anh Nguyễn Văn Thu ở xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng hoa hồng cổ. Tuy mô hình mới được thực hiện gần một năm nay, nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho vùng đất chuyển đổi canh tác, thu nhập mỗi ngày từ chục triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Mô hình trồng hoa hồng cổ của anh Nguyễn Văn Thu nằm riêng biệt trên diện tích hơn 2 hectare ở vùng chuyển đổi đất canh tác cánh Đồng Vạn, xã Mỹ Trung. Hơn 10 giống hoa hồng cổ như hồng cổ Sapa, hồng Vân Khôi, hồng Điều, hồng Bạch Ho, hồng Bạch Xếp, hồng Cổ Nhung, hồng Cổ Hải Phòng, hồng Đào, hồng Quế Son, hồng Sen Hải Phòng được trồng thành vùng riêng biệt đua nhau khoe sắc. Đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng mô hình trồng hoa hồng cổ, sau gần một năm, đến nay anh Thu đã có sản phẩm để cung cấp cho thị trường với nhiều giống hoa hồng cổ, có mức giá dao động từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng một cây giống. Với thành công ban đầu, anh Thu không chủ quan, vẫn không ngừng học hỏi, tìm hiểu kiến thức trồng hoa hồng qua sách báo, các phương tiện truyền thông và học hỏi trực tiếp tại các mô hình trồng hoa hồng đã thành công tại các địa phương khác. Riêng dòng cây cảnh thì tất cả các loại cây cảnh thì chỉ có thời điểm mà năm 2010 nó sốt lên. Thế nhưng chính cái sốt là lo cho các nhà vườn. Vì cái hàng sốt lên là họ sẽ tung cái giá cao mà các nhà buôn họ thu thập các cái cây vào xong họ tăng từng giá lên thì những nhà vườn rất là lo. Thế nhưng mà mình thì bây giờ làm cây hoa thì mình lại có cách của mình. Mình làm khác đi. Tức là cây hoa, cây cảnh thì không bao giờ cái giá trị nó bị mất vì nhà nào làm đẹp cũng phải có hoa và cây cảnh. Thì tất cả là bây giờ hiện nay là ý tưởng thì là mình khi mình làm hoa này thì mình sẽ phát triển cho các tỉnh là chính, chứ còn tỉnh Nam Định thì là cái hàng Sapa này là chủ lực. Có ý tưởng là tới đây sẽ thay đổi mô hình này thành mô hình giống, nhưng tới đây trồng cây cỡ sai lớn một chút, mình làm mô hình du lịch. Mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa năng suất thấp sang trồng hoa hồng đem lại thu nhập cao. Mô hình trồng hoa hồng cổ của anh Nguyễn Văn Thu còn tạo việc làm ổn định cho 6 lao động, với thu nhập mỗi lao động từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai hiệu quả tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường. Mặc dù không phải là địa bàn trọng điểm về chăn nuôi, song lại gần thủ đô Hà Nội, là điểm trung chuyển hàng hóa, gia cầm với số lượng lớn nên công tác phòng chống dịch luôn được địa phương quan tâm, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trên địa bàn thị xã Từ Sơn, hiện có 311.000 con gia cầm, thủy cầm. Thực hiện kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kế hoạch triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn đã sớm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã phường thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Cán bộ trạm chăn nuôi thú y thường xuyên có mặt tại các xã phường để kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện. Kết quả kiểm tra tại các địa phương, việc thực hiện tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường ở Từ Sơn được triển khai khá hiệu quả. 100% xã phường đã trích ngân sách mua hơn 43 tấn vôi bột và thực hiện vệ sinh cơ giới, phun thuốc sát trùng gần 250 lít hóa chất, huy động gần 4.000 lượt người tham gia vệ sinh môi trường. Vụ xuân hè là thời điểm khí hậu có độ ẩm cao, nhiệt độ ấm áp là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển mạnh. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường là biện pháp tốt nhất để cắt đứt đường lây truyền của virus trên quần thể của gia súc, gia cầm và trong môi trường, góp phần đảm bảo an toàn đàn vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Hiện nay, toàn tỉnh Hà Nam có hơn 200 hợp tác xã, 12 quỹ tín dụng nhân dân và 7 hợp tác xã hoạt động theo mô hình ít thành viên. Theo đó, các hợp tác xã nông nghiệp chủ động cung ứng dịch vụ, hướng dẫn và chỉ đạo thành viên sản xuất nông nghiệp kịp thời vụ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm, chủ động liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã phi nông nghiệp đang ổn định sản xuất theo kế hoạch, tăng cường liên doanh liên kết, tạo việc làm cho các thành viên và người lao động trong hợp tác xã. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính liên kết hệ thống, trở thành kênh huy động vốn và cho vay có hiệu quả, linh hoạt ở khu vực nông thôn. Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phát triển kinh tế hợp tác xã, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, triển khai tư vấn, hỗ trợ, vận động thành lập mới các hợp tác xã ít thành viên, hỗ trợ tư vấn thành lập các hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, các hợp tác xã chế biến, sản xuất nông sản sạch. Phấn đấu năm 2018, thành lập mới từ 15 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm tại các cơ sở y tế có rất nhiều trường hợp trẻ em phải cấp cứu, thậm chí tử vong do ngộ độc thuốc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, tuy nhiên phần lớn là do sự thiếu kiến thức và vô ý của người lớn. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Từ đầu năm đến nay, khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận 16 trẻ nhập viện do ngộ độc thuốc, độ tuổi đa phần từ 2 đến 5 tuổi, trong đó chủ yếu là thuốc chống dị ứng, thuốc tiêu chảy. Đặc biệt là một số trường hợp sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàm lượng thành phần. Còn có một số trường hợp do người nhà tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Để phòng tránh ngộ độc thuốc ở trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, tại mỗi gia đình có trẻ nhỏ, thuốc nên được bảo quản cẩn thận trong lọ kín, có nhãn ghi tên thuốc, hạn sử dụng rõ ràng. Để thuốc ngoài tầm nhìn và tầm tay với của trẻ, tốt nhất là để trong tủ có khóa an toàn, không nên uống thuốc trước mặt trẻ vì trẻ rất dễ bắt chước làm theo. Trong quá trình mà điều trị thì không được tự ý là mua thuốc cho con sử dụng. Cũng như là khi đã có sự chỉ định của bác sĩ thì phải tuyệt đối dùng theo sự hướng dẫn chứ không được tự ý chỉnh liều. Bởi vì các bậc phụ huynh hay có tâm lý là làm sao cho con chóng khỏi thì tự ý chỉnh liều lên vô tình làm hại cho bé. Các bác sĩ cũng khuyến cáo trường hợp trẻ có biểu hiện ở đường tiêu hóa khi nghi ngờ ngộ độc thuốc như đau bụng nhiều, nôn chớ, ho sặc sụa, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được xử trí, theo dõi, điều trị kịp thời. Vừa qua tại khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai phẫu thuật thành công tràn dịch màng tinh hoàn cho trẻ em bằng phương pháp phẫu thuật nội soi một lỗ. Đây là kỹ thuật mới trong điều trị tràn dịch màng tinh hoàn không để lại sẹo mổ, giảm sang chấn cho bệnh nhân nhi. Đặc biệt kỹ thuật này lần đầu được áp dụng thành công tại Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện và là bệnh viện huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện kỹ thuật này. Kíp phẫu thuật ngoại nhi Bệnh viện Đa khoa Yên Phong đang tiến hành thực hiện phẫu thuật nội soi một lỗ điều trị tràn dịch màng tinh hoàn cho bệnh nhân Trần Đình Hiệp, 5 tuổi, thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa. Trước đó khi nhập viện, bệnh nhân Hiệp có biểu hiện không sốt, có khối phồng một bên tinh hoàn và được chẩn đoán là bị tràn dịch màng tinh hoàn. Sau khi hội chẩn, bệnh nhi trên được chỉ định mổ bằng phương pháp mổ nội soi mới một lỗ. Sau khoảng 40 phút phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Đây là kỹ thuật mới được Bệnh viện Sanh Pôn chuyển giao thành công cho Bệnh viện Đa khoa Yên Phong. Với phương pháp mổ này sẽ giúp làm giảm sang chấn và đặc biệt sau mổ bệnh nhân không còn thấy sẹo mổ, giúp bệnh nhân có thể hồi phục nhanh sau phẫu thuật. Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn virus phát triển, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Do đó người dân cần chủ động các biện pháp phòng bệnh. Vào tháng 3, tháng 4, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, có sự thay đổi lớn về nhiệt độ và độ ẩm không khí. Vì vậy, các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên rất dễ phát sinh, tập trung nhiều nhất ở người già và trẻ nhỏ. Trong trường hợp để tình trạng bệnh kéo dài, rất dễ dẫn đến viêm phổi và nhiều biến chứng nặng khác, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe bệnh nhân. Trong trường hợp phát hiện có các dấu hiệu ho, sốt, phần lớn người bệnh đều sử dụng thuốc kháng sinh và một số loại thuốc đặc trị khác. Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên nhân của các loại bệnh liên quan đến đường hô hấp có thể do vi khuẩn hoặc virus và không phải trường hợp nào sử dụng thuốc kháng sinh cũng có tác dụng. Vì vậy, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để có phương pháp điều trị hiệu quả. Văn hóa đọc là yếu tố cầu nối, có vai trò quan trọng trong quá trình trau dồi tri thức, hình thành phát triển nhân cách đối với lứa tuổi học sinh, ghi nhận về văn hóa đọc trong một số nhà trường tại Nam Định. Ngày nay, sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tác động không nhỏ tới giới trẻ và một trong những vấn đề nổi lên chính là văn hóa đọc đang dần bị mai một. Hiện trong các nhà trường, tỷ lệ học sinh thường xuyên đọc sách là không nhiều và chủ yếu theo xu hướng thỏa mãn sự tò mò, giải trí hơn là đọc để trau dồi tri thức văn hóa. Cùng với tri thức văn hóa và phong cách sư phạm lĩnh hội từ giáo viên, mỗi cuốn sách hay luôn là người bạn với nhiều em học sinh, giúp các em về kỹ năng sống, những bài học quý về đạo đức, lối sống, tinh thần, nghị lực vượt qua khó khăn. Để thói quen đọc sách được duy trì, nhất là với lứa tuổi học sinh và trong các trường học, thì việc phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường học có ý nghĩa quan trọng, bởi thư viện chính là điểm khởi đầu của sở thích, lý tưởng trong hành trình rèn luyện của mỗi em học sinh để trở thành những cá nhân học tập suốt đời. Thưa quý vị và các bạn, pháo đất là trò chơi dân gian có từ lâu đời ở Việt Nam. Xã hội dù phát triển và đặc biệt, lớp trẻ được tiếp xúc với nhiều trò chơi hiện đại. Nhưng đấu pháo đất vẫn được bảo tồn ở một số vùng quê trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
gần 50 pháo thủ có mặt để thể hiện các màn pháo của mình tại lễ hội truyền thống đền A Sào. Những quả pháo được tạo hình rất nhanh dưới bàn tay thuần thục của các pháo thủ. Theo quy định, mỗi đội có từ 10 pháo thủ gieo 3 loạt pháo. Đây là môn chơi cần tinh thần đồng đội rất cao để hỗ trợ nhau khi chuẩn bị gieo pháo. Trò chơi dân gian này để khơi dậy những cái ý chí, để tạo nên cái không khí hưng phấn để bước vào mỗi trận đấu. Pháo đất không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn hướng đến mục đích tạo không khí vui tươi đầu xuân sau những ngày lao động vất vả. Tương truyền pháo đất ở Thái Bình có từ thời Hai Bà Trưng, quân dân đã dùng chính tiếng nổ của pháo đất để nghi binh và áp đảo tinh thần của giặc. Đây là trò chơi dân gian có lịch sử lâu đời, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc Việt, cần được bảo tồn và phát huy. Tại nhà thiếu nhi huyện Yên Mô, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô tổ chức triển lãm trưng bày tư liệu hiện vật với chủ đề Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử pháp lý. 120 tài liệu, bản đồ, hình ảnh và hiện vật là những bằng chứng cụ thể khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thông qua trưng bày, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Yên Mô, hiểu hơn về vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về đường lối, chính sách và quan điểm lãnh đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước ta đối với vấn đề Biển Đông. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cũng góp phần tạo chuyển biến trong hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin của Pháp tổ chức thăm hỏi và trực tiếp trao tiền trợ cấp nuôi dưỡng học bổng 6 tháng đầu năm 2018 cho con cháu nạn nhân chất độc da cam dioxin tại tỉnh Hà Nam. Trong đợt này, 15 em là con cháu nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh được trao tiền trợ cấp nuôi dưỡng và học bổng với số tiền trên 35 triệu đồng. Trong đó, 13 em được trợ cấp nuôi dưỡng với số tiền 2,5 triệu đồng một em và 2 em được tặng học bổng trị giá 1,5 triệu đồng một em. Đây là số tiền do Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp tài trợ. Từ năm 2009 đến nay, Hội bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp đã đồng hành cùng Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Hà Nam trao tặng nhiều suất học bổng, trợ cấp nuôi dưỡng cho con cháu nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ cho các hộ gia đình là nạn nhân chất độc da cam được vay vốn không lãi suất để phát triển chăn nuôi sản xuất. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó góp phần động viên, khích lệ các gia đình nạn nhân chất độc da cam nỗ lực khắc phục khó khăn, cải thiện điều kiện sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng. Trên địa bàn xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vẫn xuất hiện những điểm thu gom tập kết phế liệu nằm trong khu dân cư. Không chỉ tác động nặng nề đến môi trường sống và sức khỏe của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Toàn xã có khoảng 10 hộ thu gom phế liệu tập trung nhiều tại thôn Nghĩa Lộ. Hầu hết các hộ đều nằm trong khu dân cư và hoạt động trong tình trạng 3-0, không giấy phép kinh doanh, không cam kết bảo vệ môi trường và không trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ. Hàng trăm loại phế liệu từ túi ni lông, bìa cắt tông, dây điện đến các mẩu sắt rỉ, chất đống ngổn ngang, mùi hôi bốc lên lẫn vào không khí, rất khó chịu. Không chỉ làm mất mỹ quan xóm làng, gây ô nhiễm môi trường sống, những điểm thu gom tái chế phế liệu trong khu dân cư còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa được xử lý. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt quả tang một tàu trọng tải 300 tấn đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Hồng. Tàu bị bắt mang số hiệu HLA0212, có tải trọng 300 tấn, do Nguyễn Hữu Ứng, chú tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý làm chủ tàu và 3 thuyền viên đang thực hiện hành vi hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Trân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tại thời điểm kiểm tra, tàu đã hút được khoảng 30 mét khối cát và chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát. Hiện các cơ quan công an đang tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.